Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị và bà con đang xem kênh Thủy sản 365. Tôi là Vĩnh Thủy sản 365 và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với toàn thể quý anh chị và bà con một cái chủ đề mà được rất là nhiều tin nhắn, nhiều cuộc gọi điện cũng như là nhiều bình luận trên cái fanpage và cái kênh YouTube của tôi hỏi về vấn đề là anh ơi làm thế nào để xử lý được cái nền đáy ao bị ô nhiễm đấy, nguyên nhân và cái cách khắc phục như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bà con là cái chủ đề này. Như bà con đã biết thì trong cái quá trình mà chúng ta chăn nuôi cá, nuôi tôm, nuôi cá thì đặc biệt là ở giai đoạn đầu thì không sao, nhưng mà đến càng cái giai đoạn về sau, gần cuối chu kỳ nuôi của chúng ta thì trong ao bắt đầu xuất hiện các cái hiện tượng khí độc tăng cao. Đấy, đặc biệt là các cái khí độc như là NO2, NH3. Khi chúng ta sử dụng các cái bộ đo khí độc thì chúng ta đo các cái chỉ số luôn là ở ngưỡng rất là cao. Đấy, và đặc biệt là cái nền đáy của cái ao của chúng ta bắt đầu có hiện tượng là ô nhiễm. Đấy, và tôm cá của chúng ta ở cuối chu kỳ nuôi thì những cái ao kiểm soát không tốt thường cái có cái dấu hiệu đấy là cái lượng tảo phát triển rất là mạnh là một, thứ hai là hàm lượng khí độc cao, thứ ba đấy là cá của chúng ta, tôm cá chúng ta hay có cái hiện tượng nổi đầu đấy, nổi đầu vào lúc sáng sớm đấy. Và cá thường là tập trung ở các cái nguồn nước nơi ra và nơi vào, nơi nguồn nước của chúng ta lấy vào đấy, vì nó là đang gặp hiện tượng thiếu oxy, hoặc là lúc sáng sớm chúng ta thấy cá gọi tôm cá chúng ta tập trung ở các cái gốc máy quạt, máy guồng quạt trên trên ao để lấy đớp không khí để lấy oxy, vì trong cái môi trường nước của chúng ta đang bị thiếu oxy và cái hàm lượng khí độc rất là cao. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý bà con làm cách nào đấy chúng ta khắc phục được cái hiện tượng này, cũng như là nếu mà đang gặp cái hiện tượng này chúng ta sẽ có cái phương pháp để chúng ta làm thế nào để cho nó giảm được các cái khí độc cũng như các cái chất ô nhiễm xuống trong cái nền đáy ao. Như toàn thể bà con đã biết thì trong cái quá trình chăn nuôi của chúng ta thì vào cuối cái chu kỳ nuôi thì thường lượng thức ăn chúng ta đã đưa vào trong ao qua một cái thời gian rất là dài, nó trong cái lượng thức ăn ngoài cái chất thải của con cá đã thải ra ngoài môi trường. Đồng thời cái lức thức ăn chúng ta nếu sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc là sử dụng các cái loại thức ăn tươi xanh mà chúng ta không con cá nó không tiêu thụ hết thì nó cũng phân hủy và nó sẽ lắng xuống đáy ao. Từ từ đấy thì các cái hợp chất này bắt đầu phân hủy và tạo ra các cái khí độc, và nó là điều kiện thuận lợi cho các cái vi khuẩn gây hại cho cá trên cá là bắt đầu phát triển, và nó gây bệnh trên cá là một. Thứ hai là các cái quá trình phản ứng để tạo ra các cái chất hữu cơ trong nước thì nó sinh ra các cái khí độc. Khí độc là khí H2S này, NO2, NO3. Đấy. NH3, nếu mà chúng ta sử dụng các bộ đo thì chúng ta đã biết thì đấy nó đã sản sinh ra các chất này làm cho cái nền đáy chúng ta luôn ở trong tình trạng là khí độc cao, trong cái chất lượng nước của chúng ta khí độc rất là cao. Thì để khắc phục cái hiện tượng này thì chúng ta sẽ phải xử lý bằng các cái loại hóa chất, bằng các cái men vi sinh thì tôi sẽ đề cập vào một lúc nữa. Và đồng thời nó sinh ra khí độc rồi thì cái nền đáy của chúng ta lúc này sẽ rất là bẩn. Đối với con tôm thì nếu mà nền đáy bẩn thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, vì con tôm là sống ở tận đáy. Và đối với các cái cá của chúng ta, nếu mà cái nền đáy nó bẩn quá thì con cá nó cũng sẽ gặp phải hiện tượng là nó sẽ bỏ ăn này, và nó bắt đầu bị nhiễm bệnh các cái loại bệnh về vi khuẩn đấy, cá bắt đầu có hiện tượng chết rải rác đấy. Thì để khắc phục các cái hiện tượng này chúng ta cần phải quản lý tốt cái quá trình chúng ta cho cá ăn đấy, cho cá ăn chúng ta phải tuân thủ theo nguyên tắc 3 xem 4 định. Bên trên này tôi cũng có đã làm một cái video trên kênh của tôi là nói về cái nguyên tắc 3 xem 4 định, bà con nên xem lại cái video này để chúng ta kiểm soát đủ cái lượng thức ăn, đủ chất, đủ số lượng, đủ chất lượng cho cái cá ăn vào đúng thời điểm, thời gian nào là hợp lý. Thì bà con nên xem lại cái video này, chúng ta phải tuân thủ đúng cái nguyên tắc này trong cái quá trình chăn nuôi tôm cá. Tiếp theo đấy, nếu ao của các bác mà đã gặp phải hiện tượng khí độc và cá của các bác đang bị nhiễm khuẩn do cái chất nước của các bác là đang rất là kém, thì đầu tiên thì chúng ta phải xử lý bằng các cái hóa chất diệt khuẩn như là BKC, iodine, chlorine, TCCA, vân vân. Thì mục đích là để chúng ta tiêu diệt những cái vi khuẩn có gây hại cho cá trong môi trường nước trước.
đấy, chúng ta sẽ tiêu diệt hết các cái vi khuẩn này. Sau đấy chúng ta sẽ sau khoảng từ 2 đến 3 ngày thì chúng ta bắt đầu cấy lại các cái vi sinh có lợi cho đường nước. Đấy là các cái chủng men vi sinh. Thì tôi cũng đã có một số cái video hướng dẫn bà con là chúng ta xử lý men vi sinh bằng cách trộn ủ như thế nào, và chúng ta sử dụng cái liều lượng như thế nào để chúng ta đưa vào cái ao nuôi. Bà con có thể xem lại trên kênh của tôi. Bà con có thể gõ là sử dụng hướng dẫn sử dụng men vi sinh để xử lý nước đấy. Thì chúng ta sẽ cấy lại men vi sinh cho đường nước. Thường thì các cái men vi sinh này sẽ bao gồm các cái chủng vi khuẩn như là Bacillus, Lactobacillus, các cái nấm men vân vân. Thì nó Nitrosomonas, đấy là các cái chủng vi khuẩn trong cái thành phần men của chúng ta nên sử dụng để nó phân hủy tất cả các cái chất dư thừa ở dưới nền đáy ao, thì làm giảm cái lượng khí độc, làm cái đáy ao chúng ta sạch, không bị nhớt, không bị mục các cái loại rêu rong ở bên dưới đấy. Tiếp theo đấy là chúng ta đã làm tốt ở cái môi trường, và đồng thời chúng ta sẽ phải là cho cá của chúng ta ăn các cái thức ăn thêm bổ sung thêm các cái thành phần để tăng sức đề kháng, ví dụ như là vitamin C này, ví dụ như là tỏi tươi. Bà con cũng tôi cũng đã có một số cái video hướng dẫn bà con làm cái tỏi tươi để cho cá ăn, hoặc là ủ AM tỏi cho cá ăn. Đấy, cho ăn thêm men tiêu hóa để nó kích thích cái đường ruột của con cá hấp thu thức ăn tốt hơn và làm cho con cá chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng là tốt hơn. Đấy, thì trên đây tôi cũng đã trình bày với bà con một số cái lưu ý trong cái quá trình chăn nuôi của chúng ta. Thì để chúng ta xử lý cũng như chúng ta làm cách nào đấy để làm cho cái môi trường nước nuôi cá chúng ta luôn luôn tốt trong cái quá trình nuôi, để đảm bảo cho con cá chúng ta có tốc độ phát triển tốt và ít dịch bệnh nhất, đỡ hao hụt nhất, và cái tỷ lệ sống là cao nhất. Đấy, thì bà con mà đang xem cái video này mà cảm thấy nó hay và ý nghĩa thì có thể bấm vào nút like ủng hộ cho chúng tôi, bấm vào nút chia sẻ để chia sẻ cho những ai đang quan tâm, đồng thời là bấm vào nút đăng ký để mỗi khi chúng tôi ra bất kỳ video nào liên quan đến vấn đề nuôi trồng thủy sản, bà con là người đầu tiên có thể xem được video của chúng tôi. Và tôi là Vịnh Thủy Sản 365. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.